Nghe nói vào những ngày cuối tuần cả nhà rất thích món ăn lẩu, nhưng mà cả nhà không biết nấu lẩu nào, thì cả nhà ơi cùng mình vào bếp làm món lẩu ớt chua ngọt nhan, cho thêm cá thác lát hay lẩu thịt nào cũng được. Đầu tiên để nấu món lẩu này thì tỏi với hành tím, sả cay á mình sẽ xào lên đến khi mà thơm rồi á, mình sẽ nấu nước trong vòng 20 phút, nước sôi lên mình vớt tất cả các sả này ra đi. Vớt xong á thì mình sẽ để cái phần ớt vào trước, nói chung là cái thịt lẩu á chín lâu á thì mình để vào trước. Sau khi bỏ xong á thì mình sẽ nêm gia vị. Gia vị thì mình đã để trên phần màn hình, cả nhà còn thì tham khảo nha. Với món lẩu này á, với cách á nêm của mình á, cả nhà chuẩn á thì sẽ có được một món lẩu á thật là ngon nha. Khi mà nước sôi lên rồi á thì mình sẽ vớt cái bọt ra đi. Sau khi mình vớt bọt xong á, để cho món lẩu của mình thêm ngon á thì mình sẽ cho những loại thịt của mình yêu thích vào. Trong video mình sẽ chọn á cá thác lát, thì cả nhà có thể cho tôm mực vào đi, mình gọi cái này là lẩu thập cẩm đi. Rồi khi để thịt vào á, khi thịt chín rồi á, rau nêm thì đặc biệt cả nhà phải cho ngò gai nè, với lá quế, với tỏi phi nữa, thì cái món lẩu của mình nó mới thơm, nó mới ngon. Sau khi chín hết rồi mình ngồi bàn mình ăn, thì mình cho rau ăn kèm á là rau muống nè, sau nữa là ngò gai với lá quế. Thì nói chung á thôi cả nhà ăn á loại rau nào cũng được, miễn mình thích là được rồi. Sau đó nữa là mình sẽ gấp ra cái chén, không nhìn rất hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Hôm nào á mà mấy bé đi học á thì cả nhà nên nấu một cái nồi lẩu này cho các bé ăn đi, bảo đảm á các bé cũng sẽ rất là thích. Vậy là video đến đây kết thúc rồi, rất mong cả nhà sẽ hài lòng với video này. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha.